Dịch thử là thôn vậy nè. Ta công nhận em cho thôi ly nè. Thu về mấy quậy ha. Một ngang chắc diễn đi thì chờ mới là tay góc nhà đổ cựu la dưới chân đồi một ách lạ dần dần dạ có phải quý khách có hỏi thăm đường về chợ huyện dạ không không vì nơi đây là cuối lò cần con là nơi là con có phải ông là khách thương mua đi kiếm mua lúa vàng đừng nó đùa ca dạ không dạ dạ nói dạ dạ tôi tên gọi là Tây Thi. Nhưng ông hỏi dân tướng bắt tôi để làm gì? Thầy tôi đem nhiều quan rước nàng về cúng đề trong đó già nàng sẽ quên đi về vũ lụa cần la môn để từ một cô gái tầm đá trong ngõ tôi một mùa nhờ dáng sắc đẹp trời bán nên trở thành mẫu đi thiên hạ có phải ông là người ba ngày kìa vì sao người lại buông những lời than thở cứ nhăn nhó tôi đừng dài khờ quá nguy tôi thanh xuân Thank you.
Hãy
cũng đàn.